Vâng. Đã xong chưa ạ? Không biết tiếp đi. Không có ước nguyện gì. À, địa chỉ. Còn địa chỉ nữa. Ừ. Còn địa chỉ ở đâu? À. Có mà. Con ghi đi. Con học ở lớp. Địa chỉ ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đúng rồi. Con học trường tiểu học Nguyễn Tri Phương. Con có ước nguyện gì? Con có ước nguyện gì? Học giỏi hay là con luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, luôn luôn làm cho những người khác hạnh phúc, mong bình an cho tất cả mọi người tùy con. Cho làm sao? À rồi, em vừa viết nhanh chưa rồi? Đâu anh viết sao quá mà. Ai nói gì rồi? Có cần viết ngày sinh không? Mọi người viết cả ngày sinh ạ? À? Xong lại còn địa chỉ nữa chứ. Viết đi con. Đẹp thế, đợi bác một tí cho chị Jun viết hết à. Vượt bùi đấy. Trung thông chưa? Rồi con ký tên ngày tháng năm. Con ký tên ngày tháng năm. Nhiều cho mọi người. Xong con ký tên, con ghi ngày hôm nay là 13 tháng 6 2022 nè.
Ok. Thế con ghi chữ Thảo ở dưới. Ok, xong ngày 13 tháng 6, 2022. Đâu, đấy là ngày sinh. Còn ngày hôm nay mà. Hôm nay là Hà Nội. Văn Miếu. Có ngày tháng 5 đây này. Có ngày tháng 5 hết này. Ngày tháng 5. Ừ, đấy con viết đi. Đúng rồi, 13 tháng 6. Con thẳng lưng lên. Thẳng lưng lên con. Thẳng lưng lên đến như thế. Chấm. Thích chấm thì chấm, không chấm thì chấm. Ok nha. Con treo lên. Con treo tim. Ừ, con treo lên. Trái tim cũng được nè. Xong rồi. Ok.